bảo em bị cái cảm giác hoa mắt đi. Em phải bóc cái luôn. Bóc cái khác. Nó tan tan. Đi cáo thử em. Mấy năm năm chó. Anh cứ đều đặt 3 tháng đi một lần. Tại vì anh tham gia có yếu máu mà. 3 tháng một lần nó xét nghiệm tổng thể cho tất cả mọi thứ. Đánh người gãy. Đánh người gãy. Cây to. Vẫn đủ cây. Em nói có vấn đề gì không? Nhiều máu lên hoang và vẽ như thế phải làm chủ hay là gì bắt đầu thấy thấy bóp bóp sau này tí bóp xong bóp phát là cảm thấy đỡ luôn nó tan ra mới được.